Thầy chào các em học sinh lớp 4. Hôm nay thầy giáo hướng dẫn các em cái bài phép trừ phân số. Hôm nay giáo mượn cái vở bài tập của bạn là Hiền Nhân ở lớp 4A. Thì phép trừ phân số thì nó sẽ có, đầu tiên chúng ta học cái tiết 1 này sẽ gọi là trừ phân số có cùng mẫu số. Thì trừ phân số có cùng mẫu số thì cách trừ thì như sau. Các bạn cũng giữ nguyên mẫu số và trừ tử số cho tử số. Đấy. Thế này các bạn sẽ biết, ví dụ là 9 này, trừ đi 4. Đấy. Và bài dưới này sẽ bằng là giữ nguyên mẫu số là 13. Đó, và kết quả nó sẽ viết ra mẫu số các em giữ nguyên nhé. Đó, mẫu số giữ nguyên này, đúng không? Đấy. Thì nó sẽ là 5/13. Đấy, tương tự như vậy, ở bên này các em cũng trình bày như vậy nhé. Các em viết cái chỗ này, em sẽ viết tử số trừ đi tử số, mẫu số giữ nguyên. Đấy, và thầy giáo viết kết quả cuối cùng ở đây nhé. Thì nó sẽ còn là 3/7. Đấy. IC thì các em cũng làm y chang như vậy nhé, y chang như cái bước này. Thầy giáo chỉ viết kết quả cùng, tức là em cũng sẽ phải lấy tử số trừ đi tử số và giữ nguyên mẫu số ở bước này. Nhưng còn thầy giáo viết kết quả vào đây cho. Mẫu số giữ nguyên này, được chưa? Đấy, 15 mà trừ đi 4 thì còn nó còn 11. Đấy, 11/19. Tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng làm, bước trung gian em tự viết vào nhá. Đó, lấy tử số trừ tử số, mẫu số giữ nguyên, mẫu số ở đây là 57, thầy giáo vẫn giữ nguyên, được chưa? Đấy. Thì cái này các bạn trừ thầy giáo, được chưa? 2 này. 5 trừ đi 3 là còn 2, 8 trừ đi 2 là còn 6, còn 62. Đấy, 62/57. Đấy là xong bài tập số 1. Bây giờ là bài 2. Các bạn thông cảm tí nhá. Thầy giáo cầm bằng điện tay cho nên là nó hơi đung đưa một tí, các bạn nhìn chịu khó vậy. Viết bài 32 bảo là viết phép tính thích hợp vào mỗi hình. Ở đây em thấy là có 2/3 này, trừ đi 1/3 đây, 1/3 bớt ngoài 1/3 đây. Thì bằng 1/3. Đấy. Ở đây em thấy là sẽ là 3/5, đúng không? Ở đây em thấy là có 3/5. 3/5. Đấy. Trừ đi. Bớt 1/5 ra ngoài, trừ đi 1/5. Đấy thì nó bằng bao nhiêu? Bạn viết ra nhá. Đấy. Tiếp ở đây, thì giáo viết hơi xấu thì bạn chỉnh lại thầy nhá. Ở đây em thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, mẫu sẽ là 8. Mẫu sẽ là 8, đúng không? 6/8. 6/8. Đấy, trừ đi 2/8. Đấy, 2/8. Kết quả bằng, các bạn biết ở đây nhá. Cái này thì nó sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, như vậy mẫu số là 10. 10. 4/10. 1/13 đây là 4/10, trừ đi 3/10. Đấy, trừ đi 3/10. Kết quả các em viết vào đây nhá. Đấy, thế là xong cái bài số 2. Bây giờ mình sang bài 3. Bài 3 bảo đúng và sai, đúng không? Thì ở đây em thấy là tử số cộng tử số, ở đây là phép trừ mà. Ở đây là 9/5, cái này nó sai, đúng không? Phép trừ thì tự nhiên đi làm phép cộng, đúng chưa? Đấy, nó phải là 3/5 thì là đúng. Đấy, nên là nó sai. Ý B này. Tử trừ tử mẫu số giữ nguyên, 11 trừ 5 còn 6, cái này đúng rồi, đúng nha. Cái này thì là 7 trừ 2 mẫu số là 9, đúng rồi. Tử trừ tử mẫu giữ nguyên, cái này đúng, đúng không? Cái này thì 3 trừ 2 mẫu trừ mẫu, cái này sai. Đấy, nó sai chỗ này, sai này. Mẫu trừ mẫu thì sai, đúng không? Thế là xong cái bài tập ở trang số 80. Rồi, thầy chào các em.